Bảo Xuân hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Bác sĩ gia đình được phát sóng vào lúc 12 giờ 50 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, mãn kinh đó là một quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể và thường quá trình này sẽ diễn ra ở độ tuổi 50 trở đi. Tuy nhiên, nhiều chị em phụ nữ mặc dù chỉ mới 35-40 tuổi thôi nhưng đã gặp phải tình trạng mãn kinh. Tại sao lại có dấu hiệu mãn kinh sớm như vậy? Và điều này nó sẽ gây ra những ảnh hưởng như thế nào đối với đời sống vợ chồng, tâm lý, sinh lý của các chị em phụ nữ? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay qua phần trò chuyện của tiến sĩ bác sĩ Bùi Chí Thương, là giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành sản phụ khoa. Kính chào bác sĩ ạ. Dạ, kính chào khán giả của truyền hình Vĩnh Long. Và trước khi đến với phần trò chuyện cùng với bác sĩ, kính mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm của chương trình. Thanh xuân như một tách trà, uống chưa hết chén hết bà thanh xuân. Trời. Uống hết rồi chứ chưa hết chén gì. Không, em sửa lại câu đó của chị nha. Sửa đi. Thanh xuân như một chén trà, nếu không chăm sóc hết bà thanh xuân. Chị chăm sóc quá trời luôn á. Mà cái mặt em sáng ngủ dậy mặt quẹo đeo à. Lết cũng dưỡng nổi. Cái chồng em mua cho em một chiếc vòng, mà nay ổng mua cho em gần 30 chiếc rồi. Có nghĩa là mỗi buổi sáng mua cho một chiếc vòng mà nó vẫn cái mặt khó chịu. Cái đó là phải gọi là chăm sóc. Chăm sóc tinh thần cho bớt khó đó. Không, em cứ tưởng là có tiền vô là đỡ khó chứ. Mặt em lúc này sao thấy khó chịu. Khó chịu vậy luôn á chị. Mặt kỳ cục lắm. Trời ơi. Cái này y chang bà chị em luôn. Sáng sớm ngủ dậy qua gặp em có làm gì đâu, tự nhiên quạo với em. Thêm cái nữa, kiểu gặp chồng kiểu như giống như thằng bạn chung nhà chứ không có ông bạn chung nhà gì luôn á. Chị thấy chồng chị mà chị phải lên lầu chị ngủ với con gái chị. Chị em đó cũng khoảng bốn mấy. Hương cũng vậy mà sao thương quá vậy. Đây nè chị nè, 58 tuổi rồi. Sao chị phơi phới vậy? Em thấy chị phơi phới luôn á. Thanh xuân như một chén trà, uống hoài uống mãi vẫn còn thanh xuân. Sắp tới đây chị với chồng chị kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Hai vợ chồng dứt khoát sẽ tổ chức một cái chuyến du lịch mà không dẫn con cháu đi theo. Trời, chỉ có chị và chồng chị thôi. Tình quá luôn á. Đi đâu đi? Ủa, đi đâu đi chị? Ủa sao tôi nói gì mà mày bữa nào? Kệ, có ai có bánh mì cho miếng ơi. Trời ơi, bánh mì gì giờ này? Không có đâu. Đâu ai mà mất lịch sự mà bánh mì mà vô trong tôi. Mới kêu rõ ràng. À rồi, chắc Hương là muốn có cái đó đó. Cái đó là gì vậy? Cái mà chị em phụ nữ dùng hàng tháng đó. Khổ chứ có thể không? Đây 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 đây. Có sẵn. Bà đợi chút. Bán mấy bà ơi. Đúng rồi phải không? Ờ. Ờ. Mà nó ngộ lắm, chị Dung không hiểu đâu. Chị biết không, ví dụ như là phụ nữ đó, một tháng nó có cái ngày mà người ta kêu cũng gọi rất rất là đẹp luôn, là kinh nguyệt. Mà sao giờ em có nhiều khi 10 bữa cây cũng bị 15, 17 ngày sau có nữa. Nhiều khi 2-3 tháng không có. Làm ghét vậy đó. Chị của em, chị biết hả, là tự nhiên lâu lâu nghe chết rồi Vi ơi. Cái là em biết là phải làm gì luôn á. Lúc nào trong túi em cũng thủ sẵn. Chị, hay là em với chị của con bé Vi này là bị cái bệnh gì rồi? Chứ 6 tháng nay là kinh nguyệt nó lộn tùng phèo hết trơn á trời á. Nó không có giống bình thường. Mà đúng á, là phụ nữ trên 50 tuổi mới làm mãn kinh. Còn cái giai đoạn từ 40 tới 50 tuổi là chỉ là tiền mãn kinh thôi. Ủa mà sao em mới 42 tuổi mà mãn kinh? Hai bà đang bị cái triệu chứng là mãn kinh sớm. Bây giờ hai bà làm ơn nghe bác sĩ tư vấn về cái nguyên nhân mà tại sao bị mãn kinh sớm, để mình có phương pháp điều trị phù hợp. Dạ, thưa bác sĩ, trong tiểu phẩm vừa rồi thì nhân vật gặp phải tình trạng đó là mất dần kinh nguyệt. Vậy đây có phải là dấu hiệu của mãn kinh sớm hay không ạ? Các quý vị phải nhớ như thế này, thì mãn kinh sinh lý thường thường khoảng 50 tuổi. Để mà tiến tới quá trình mãn kinh như vậy thì phải có một cái quá trình gọi là tiền mãn kinh. Tuy nhiên, giống như bạn nói đó, thì nếu mà những người mà mãn kinh sớm á, trước 35 tuổi hoặc là trước 40 tuổi á, cái vấn đề đó là gọi là bệnh lý. Thì lúc đó là chúng ta bắt buộc phải điều trị. Bởi vì sao? Nếu mà mãn kinh sớm quá thì cái xương của người phụ nữ đó bị loãng và sẽ gãy xương bệnh lý. Và đặc biệt là người phụ nữ đó già rất là nhanh và bệnh lý tim mạch vân vân. À, nếu mà mãn kinh sớm quá thì không tốt. Phải đúng cái quá trình là 48 đến 52 tuổi là có cái tình trạng mãn kinh sinh lý. Vậy thì có dấu hiệu nào để chúng ta nhận biết được rằng là chúng ta đang trong giai đoạn là mãn kinh sớm không ạ? À? Tôi khám bệnh trong 21 năm, tôi có kinh nghiệm về vấn đề mãn kinh. Chúng ta biết rằng cái dấu hiệu nào đó là dấu hiệu kinh nguyệt không có đều đặn nữa. Có nghĩa là bắt đầu kinh thưa dần. Thì lúc đó là cái dấu hiệu có thể là dẫn đến mãn kinh. Cái thứ hai là những cái dấu hiệu mà thiếu hụt của estrogen. Thì chúng ta thấy là những cái người phụ nữ đó, cái cơ thể là một đó là cái giao tiếp hàng ngày đó thì không còn vui vẻ với mọi người xung quanh, dễ cáu gắt, dễ bực bội. Còn khi về nhà đó có thể là ưa cãi lộn với ông chồng.
hoặc là có thể hơi mắng con hay người giúp việc vân vân mà vô cớ không biết tại sao, và tự nhiên ông chồng nói ủa sao bữa nay tự nhiên bà thấy khó chịu quá, thì thực ra đó có thể là quá trình là thiếu hụt của estrogen. Nếu như đi làm việc đó thì chúng ta thấy như đồng nghiệp mối quan hệ nó không còn được tốt như xưa, và đặc biệt là cái cơ thể có thể nhức mỏi, nhiều khi là đổ mồ hôi, nhức mỏi mình mẩy, bốc hỏa vân vân, đó là những cái triệu chứng mà bắt đầu vào tiền mãn kinh. Dạ vâng, với rất nhiều những triệu chứng khó chịu như thế và nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của các chị em phụ nữ nữa. Vậy nguyên nhân do đâu dẫn đến tình trạng mãn kinh sớm, có phải là do gen di truyền hay không ạ? Đúng, và bạn nói thì thứ nhất là có một cái tỷ lệ nhỏ đó là do gen di truyền. Nếu mà giả sử mẹ hay bà ngoại mà có mãn kinh sớm thì cái người phụ nữ thế hệ sau đó có thể có mãn kinh sớm. Tuy nhiên các bạn cũng đừng có quá lo lắng vì tỷ lệ đó nhỏ chứ không có nhiều. Do đó là còn cái tỷ lệ khác đó là gì? Có thể do người phụ nữ bị chiếu tia xạ vô cái vùng mà của buồng trứng đó, có thể làm cho cái trứng nó bị tiêu hủy sớm quá, có thể làm cái mãn kinh sớm. Ngày nay như bạn đã nói đó thì có thể có tình trạng mà cái mãn kinh sớm cũng trẻ hóa, thì có thể cho những người phụ nữ đó bị bệnh lý về buồng trứng. Giả sử như cô đó bị u lạc mạc tử cung, hay là cái cô đó mà bị ung thư buồng trứng mà phải cắt buồng trứng sớm, thì cái đó là gọi là mãn kinh mà do bệnh lý mà do y khoa. Và ngoài ra thì còn có những nguy cơ nào sẽ xảy ra đối với các chị em phụ nữ khi gặp phải tình trạng mãn kinh sớm ạ? Thực ra đó, nó thật sự là khi mãn kinh sớm thì là dẫn đến nguy cơ cho phụ nữ rất là nhiều. Vì chúng ta thấy là khi mãn kinh thì lúc đó cái buồng trứng bắt đầu chấm dứt hoạt động. Thì khi chấm dứt hoạt động như vậy thì không còn estrogen. Mà estrogen nó làm gì? Thứ nhất, estrogen làm vẻ đẹp của người phụ nữ. Lúc trẻ thì đẹp, mà thực ra lúc lớn tuổi cũng cần có vẻ đẹp chứ. Do đó là nếu như mà khi lớn rồi đó mà buồng trứng không còn hoạt động, estrogen giảm xuống á, thì làm cho da dẻ phụ nữ không còn căng nữa. Cái thứ hai có thể là cái dáng đi không còn thẳng nữa, và lúc đó là tóc có thể rụng nhiều hơn, và cái đó có thể là gì, làm cho ngực có thể là không còn căng tròn vân vân, dáng này kia không có, có thể làm cho người ta xoắn tiểu nữa vân vân. Và đặc biệt là nó làm tăng cái tỷ lệ bệnh loãng xương, và cái thứ hai là bệnh tim mạch. Chúng ta biết rằng nếu mà estrogen giảm xuống đó, tình trạng khô hạn nó tăng lên, cái cơ thể của họ đó là lúc nào cũng mỏi mệt hết, mỏi mệt hết đó, nhức mỏi mình mẩy, thì đó lúc đó là cái chuyện chăn gối nó không được như xưa. Đó là điều không có mong muốn, vì vậy không có chị em nào muốn là mãn kinh sớm cả. Nhưng mà có cách nào để chúng ta phòng ngừa được hay không thưa bác sĩ? Thứ nhất phải hiểu rằng là một ngày nào đó chúng ta phải già đi, nhưng mà có thể chúng ta bồi dưỡng, bổ sung những cái lượng mà estrogen ngoại sinh. Thì để bổ sung một cách an toàn là chúng ta nên bổ sung estrogen mà từ thiên nhiên. Chúng ta có thể bổ sung hàng ngày để làm gì? Để nó bổ sung thêm cái estrogen của buồng trứng. Cái estrogen nó còn tác động trên cái xương, và cái thứ hai trên tim mạch. Như vậy thì chúng ta phải luyện tập. Một là phải luyện tập thể dục. Tiếp theo đó là phải ăn uống những chất nào đó mà tốt cho xương và tốt cho tim mạch. Có nghĩa là ít chất béo, và đừng có ăn quá nhiều thịt, và chúng ta phải ăn nhiều rau và uống nhiều nước cho đủ hàng ngày, và đặc biệt là phải ngủ cho đầy đủ. Và nhân đây thì bác sĩ có thể giúp cho quý vị khán giả có được những cái lời khuyên về các giải pháp để có thể bổ sung nội tiết tố hiệu quả và an toàn. Chúng ta biết rằng là cái sự sụt giảm nội tiết tố nữ thì không giống nhau trên những cái cơ thể khác nhau. Thì có nhiều nghiên cứu đã chứng minh, người ta nhận thấy là phụ nữ châu Á đó thì là có cái tình trạng mà suy giảm cái nội tiết tố nữ nhiều hơn ở những chủng tộc khác. Bởi vì nhận thấy cái điều đó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người phụ nữ, Hội Phụ Sản Việt Nam đó, người ta mới đưa ra chiến dịch là đừng thờ ơ với nội tiết tố nữ. Do đó các bạn có thể lên để mà xem những cái chương trình như vậy thì giúp ích được chính bản thân mình. Chị em cũng đừng có lo lắng quá về vấn đề mà sụt giảm nội tiết tố estrogen. Ở cái Hội Sản Phụ Khoa đó, người ta cũng đưa ra một cái trường hợp mà để khảo sát thử xem cái nội tiết tố của người phụ nữ. Chỉ cần chị em vô mà search Google đó thì nội tiết tố nữ.vn, thì lúc đó chúng ta có thể khảo sát xem cái tình trạng của mình như thế nào. Đương nhiên trong trường hợp này không phải là chẩn đoán, mà chúng ta có thể biết được tình trạng của mình như thế nào để có thể bổ sung nội tiết tố nữ. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ với lời tư vấn vừa rồi, và Thanh Vân nghĩ rằng rất là hữu ích dành cho mọi người. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tiểu phẩm ngày hôm nay để xem rằng các nhân vật của chúng ta sẽ nhận ra được những gì sau phần tư vấn vừa rồi của bác sĩ nhé. Hết hồn quá. Em thật lắm. Em cảm giác em sao là em làm gì? Hết hồn là phải hết hồn. Bác sĩ tư vấn đó, có nhiều nguyên nhân mà bị mãn kinh sớm, nhưng mà nguyên nhân chủ yếu là do buồng trứng của mình là suy giảm hoạt động, dẫn đến luôn cả suy giảm nội tiết tố. Do đó mình cần phải bổ sung nội tiết tố. Mình thấy mình cũng ăn uống đầy đủ đâu có biết bổ sung cái gì đâu. Em ăn đủ thứ chị. Được rồi, đây nè, để chị chỉ cho mấy đứa nè sản phẩm. Phẩm gì? Đây là viên uống được chiết xuất từ tinh chất mầm đậu nành, collagen tự nhiên và vitamin E, giúp bổ sung nội tiết tố nữ, làm chậm quá trình mãn kinh, được Hội Sản Phụ Khoa khuyên dùng. Hay ta. Tặng luôn cho hai đứa đó. Vậy coi như cho em đưa cho bà.
Bây giờ tôi chỉ cần tôi đẹp với bà Dung là được rồi. Hai đứa có nghe mùi gì không? Mùi gì? À mùi mắm ruốc. Ở lại ăn cơm với chị được không? Được chứ chị. Vừa được quà vừa được ăn nữa. Vô ăn. Đây, mời được quá trời thứ luôn rồi nè. Lưu ý để ngăn ngừa tình trạng mãn kinh sớm ở phụ nữ, duy trì chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng, bổ sung nhiều rau xanh, trái cây, uống đủ 2 lít nước mỗi ngày, hạn chế chất béo, tinh bột, chất kích thích, đồ uống có cồn, nước ngọt có ga, ngủ đủ giấc, tránh căng thẳng quá mức, có chế độ nghỉ ngơi hợp lý và tập luyện hàng ngày, lựa chọn các môn thể thao phù hợp với tình trạng sức khỏe. Có thể bổ sung nội tiết tố nữ từ estrogen thảo dược và nên chọn sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Suy giảm nội tiết tố nữ ảnh hưởng tới tuổi xuân, sức khỏe và hạnh phúc. Khoa học chỉ ra, suy giảm nội tiết ở phụ nữ các châu lục không giống nhau. Thấu hiểu điều đó, 10 năm qua, Bảo Xuân tiên phong đem đến sản phẩm phù hợp cho phụ nữ Việt. Bảo Xuân được chứng minh lâm sàng giúp cân bằng nội tiết tố nữ, làm đẹp da, cải thiện sinh lý và bốc hỏa, mất ngủ. Bảo Xuân, tự hào 10 năm gìn giữ nét xuân, sức khỏe và hạnh phúc cho hàng triệu phụ nữ Việt. Thực phẩm này không phải thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh. Thưa quý vị, thông qua chương trình ngày hôm nay, có lẽ là các chị em phụ nữ chúng ta đã hiểu rõ về những nguy cơ và hệ quả của việc mãn kinh sớm. Mong rằng quý vị sẽ có được những thông tin hữu ích để phòng ngừa. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay ạ. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Bác sĩ gia đình kỳ sau. Cảm ơn anh nhiều nha. Lịch trình của em như sau: sáng là thoa collagen, trưa em uống collagen, chiều tối làm pha collagen ghép trên mặt hết cho anh. Nói thiệt á, dạo gần đây da mặt của em á, cái gì đâu mà nhão rồi hả, chảy xệ, nếp nhăn nó xuất hiện tùm lum, em rầu gì đâu á. Khoảng chừng một tuần nữa thôi là bảo đảm da mặt của vợ em đẹp xuất sắc. Đừng có nghĩ là dập vậy là tốt cho da mặt vợ em đâu nha. Trời ơi chị, mà nói chuyện vô lý quá. Nhưng mà nếu mà chị nói vậy thì mình biết là bổ sung collagen đúng cách là làm sao. Đúng rồi.